Rồi xin chào mấy em cô thủ nha. Thì mình hôm nay mình xin giới thiệu với mấy anh em một số cái thức ăn mà hai loại thức ăn này về giúp cô ấy sung anh em. Thì mình sẽ giới thiệu qua sơ qua ha. Thì ở đây thì mình cái này là thức ăn là 3 trong 1 ha, 3 trong 1. Đó, anh em khi anh em mua thì anh em nấu bịch bịch 3 trong 1 ha. 3 trong 1 này thì hàng này là hàng nhập khẩu từ Malaysia nha. Malaysia thì ở trong đây nó gồm có nhiều thành phần nha, lúa rồi mạch, không phải lúa dạng như lúa bên bên Malaysia á, giống như lúa mạch vậy đó, rồi mấy cái mật ong nè, thấy cho trứng mật ong rồi nó làm nó ra rồi đóng gói ha, rồi chiên về cho chim cu gáy nè, thấy không anh em, thấy không, toàn là hình chim cu không nè. Đó, giúp cu là căng lửa là ăn rất sung nha. Hộp của nó là 300 gram ha, 300 gram. Thì hàng này nó đóng nguyên bao nguyên kiện ha anh em, nguyên bọc ha, thì nó nhập khẩu từ Malaysia anh em, đó thấy chưa? Từ Malaysia. Đó ha, nó từ Malaysia. Thì hiện tại một bọc cái này thì là 70 ngàn một bộ bọc nha anh em, 70 ngàn. 70 ngàn một bọc thôi, chưa bao gồm tiền như phí chuyển nha anh em. Phí chuyển nếu anh em mua một hai bọc thì đâu đó hai mấy ba chục ngàn gì đó. Rồi ở đây là khoáng cua gáy nè, khoáng chim cua gáy nha, khoáng này mùi rất là thơm nha anh em, rất mùi rất là thơm, chim rất là thích ăn. Thì khoáng bên mình gồm khoảng 27 thành phần nha anh em. Đó, mà thành phần này ngày xưa là mình làm khoáng này là một công thức của người Thái nha, người Thái họ 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 chỉ là một cái lần nhập chim Thái á, mà cũng lâu rồi, thời gian lâu rồi, thì họ chỉ công thức của mình tới giờ mình cho mình làm mình thử nghiệm rồi, chim ăn rất là sung nha, ăn chim ăn rất là sung. Vừa khoáng là mình bao cho anh em ăn luôn nha, nếu mà em ăn đúng mà đúng không không sung này nọ, không chim không tốt á thì mình trả trả lại, mình nhận hàng lại cho anh em, là bảo đảm cho anh em luôn ha, nếu mà chim ăn không 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 sung không 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 không, không, không tốt đó. Thì khoáng một hộp này là nửa ký 150 ngàn anh em. Đó, khoáng là khoáng chất lượng nha anh em, mình bảo đảm chất lượng cho anh em luôn. Anh em mua hàng thì điện thoại, số điện thoại là 0913260614 nha anh em. Đó, điện thoại là số điện thoại là 0913260614, đó điện thoại của mình đó, hoặc là nhắn tin qua Zalo số đó cũng được ha. Thì có gì thì alo mình gửi hàng cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì anh em xem clip nhớ đừng ủng hộ đăng ký kênh để mà để cập nhật những sản phẩm mới nha anh em. Thì nói chung là anh em mình bán hàng các phụ kiện này trên mạng cũng rất là lâu rồi. Thì lúc trước ở cái trang web trang kia nó đang bị lỗi, nó hư rồi nên nó hỏng, nên mình chuyển sang cái trang web này, nên em nhớ đăng ký trang web này nha. Rồi xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha.